Rồi cái chúc các bạn bị là Linh đây. Rồi hôm nay chúng ta sẽ gọi là nghịch một chút với một cái số cái tựa game mà nó khá là bựa mà mình đi lên quanh kiểu kiếm game đổi gió cho anh em ấy thì thấy được cái game này. Cái gì đây? Toilet Time, tức là một cái game này nó sẽ quay quay vấn đề là anh em đi ăn ngủ với ỉa. Chỉ vậy thôi. Start. Let's go. Có gì đấy? À. Mình có 4 mạng đúng không? À, rửa tay. Đó, em chỉnh cái tay cho nước nó vào. Đấy rồi. Cái gì đây? Ô! Dán đặt bấm một con dán. Tiếp theo, level 3. Đây. Rồi hiểu. Dễ chơi cái này, nói chung là cái game mini game nó dễ lắm. Nên em phải nhanh tay. Thôi. Trời ơi, thứ gì bao nhiêu thời gian luôn. Ê, em để 4 cuộn giấy không? Đó chính là 4 mạng của mình. Chỉnh cho kiểu như nước nó nhỏ lại, không cho nóng quá. À, tức là phải giữ cuộn giấy càng nhanh càng tốt đi ạ. Phải giữ hơi chậm. Ê, rửa tay. Ok. Ê, sao nó cứ đi quay đi quẩn lại vậy? Này mà có khi phải nhanh hơn em ạ. Đây đây, phim cái gì? Thôi mình chết nhìn kịp. Lại con rán này. Hai con. Giờ nó sinh ra nhiều hơn ạ. Thế phải nhanh tay, mình còn 3 mạng thôi, 3 cuộn giấy. Thôi. Đúng là quay tay nhiều cũng có tác dụng rồi chứ. Level 10. Bây giờ nước thì lạnh quá, em phải chỉnh cho nó vừa vừa lại. Má, khốn nạn. Rồi. Nếu mà là nữ thì nó sẽ màu đỏ cơ nên anh em dễ chơi. Giữ, mình biết cái trò này giữ nhanh là được, giữ nhanh là được. Vẫn còn 3 mạng, 3 cuộn giấy đấy. Là sao? Mình không hiểu cái này. Đây. Ui, tí nữa thì con kia nó bỏ mất. Chưa hiểu cái đoạn mà nó anh em phải đưa cuộn giấy sao ấy. Vừa 15 rồi. Ôi. Ui. Trời ơi, nó 3 nốt. Mình không kịp, Sorry, 16, mình level 16. Nữa. Ok, mình hiểu được cái mà khi mà nó chạy qua ấy, tức là mình phải tìm một cái ô trống ấy, tức là không phải là tìm có người mà là tìm cứ tưởng là tìm ai đó cần cái gì. Ok, tức là mình sẽ thử một cái này. Cái cúp này. Đây này. Em nhìn thấy không? Quả bồn cầu bằng vàng luôn. Ôi, ra cái bánh này. Đã vậy. Lại thế nào. Hamburger. Nhưng mà mình hỏi ngu cái là mấy cái bánh này ăn được không. Cứ nó mút từ ký bồn cầu vàng đấy. Nhìn ngon vãi nhưng mà chắc cho mình ra thế chịu quá. Phải có tay nhẹ. Cả đồng hồ đây. Sao có thể vào đây được nhỉ? Lạp sườn. Xem có gì đã. What? Tại sao nó có thể ỉa ra được cả cái bình gốm này? Mình không hiểu. Ui, đồ nát. Toàn bánh rồi. Ôi, đồ có dán này. What? Sao rút bồn cầu, rút trong bồn cầu ra cái bồn cầu. Chưa hiểu logic của game rồi đó. Ui, lại thịt. Mà quay mỏi tay luôn. What?
Cái này là cái gì? Cái đèn à? Cái gì đây? Sao nhìn như kiểu cất xiên vậy? À rồi, ra cái cũ rồi. Có vẻ là chúng ta hết cái mới rồi đấy. What the fuck? Cái đéo gì đây? Cái gì? Là cất ván cục. Mày nướng bánh. What? Cái kính luôn ạ. Cả tivi luôn. Xem bao giờ nó hết cái mới. À hết rồi nha bạn. Mình nói chung là anh em cần phải có cái này này. Mỗi khi mà anh em chơi là chơi cái này, này chơi bình thường thì nó sẽ có mấy cái hút bồn cầu. Sau anh em hút lên nó sẽ được vật phẩm đấy. Mà cũng mình cũng báo hết rồi cái vật phẩm đấy này. Đây cái này dễ này. Cái này anh em tìm đoán là được. Cái giữa. Xôi. Cái này em sao một khó linh. Bốn cục, bốn mạng. Đây tìm ô trống nha, tìm ô trống. Đó, tức là anh em tìm ô trống là được. Lúc đầu mình hiểu sai vấn đề. Riêng vấn đề quay tay thì anh em đừng bàn. Nhanh lắm. Vẫn bốn tim. Đó, giữ con giấy. Về sau giấy nó còn nhỏ lại cơ. Bốn. Đây. Đó. Có một cái mất dạy ở chỗ này rồi. Leo vào đắp. Ui, thì chết. Thôi, mình phải nhanh tay hơn, mình nhanh tay hơn. Cảm giác độ nhạy của nó thấp lắm. Này lại là con cá này. Trời ơi, bấm hai lần nữa là kịp rồi. Tạch của bạn nóng quá. Đó. Cái này dễ thôi, em chỉnh cho nó. Ôi, sao nó dài thế? Quay không xít rồi quay không kịp. Đây. Tìm bao trâu, tìm bao... Đó. Tiếp tục. Đó, bình tĩnh. Cái này phải xử lý thật bình tĩnh em ạ. Vội là nhầm đấy. Đem vào 10. Đó. Ê rồi. Thằng cha này đứng đợi bạn gái ở trước nhà vệ sinh ạ. What the hell? Thức ăn. Trời ơi! Mình cũng nghĩ là hai cái hai bên rồi mà mình... Thế mà vấn đề đó luôn. Khó tưởng dễ nhưng mà khó phết chứ. Đó. Thế nên là cái bàn này là dễ nhất rồi. Bực tiền còn hai bạn nữa thôi. Đập rán ạ. Sao tím ấy? Đây. Đó, suýt nhầm. Gần tí nữa mình cho nó bên nữ. Ok. Ủa, cố lên 20 đi sao nào. 16. Ui, lại cá rồi. Chỉ nhớ một cái thôi ơi. Ui, tí chết. Có lên 20, bây giờ chỉ cần lên 20 thôi. Một mạng thôi. Ok. Mắc ỉa nên là không được đi cùng phòng ấy. Ngồi lên đít nhau đấy. Ui. Trời ơi. Vẫn mình, nó vẫn như thế luôn ạ. Thôi. Mình bị hai lần kiểu nó uốn quá chứ kiểu mình không nhìn kịp. Mẹ. Nó chắc là cũng vui vậy nhưng mà thôi. Mình quỳ. Mình mở ra cái mới. Hút một câu nhé để xem nó ra cái gì nhá. Cứ mỗi một lần này anh em là nó được mình đã có 6 cái này nhưng mà thôi mình để sau. Bực thế. Collection, bắt 6 cái. À đây là mình sưu tập à. Đây, khi anh em mà mút mấy cái ở trong cái bồn cầu vàng ấy thì em sẽ có sưu tập như này.
Để xem có gì đồng hồ. Mẹ, mình không biết mình sưu tập con gián để làm cái gì. Tôi phải ngủ chung à? Đây đây. Hết rồi. Đây, mình thử xem đây là gì. Cá sấu.